Đúng rồi chú, quay bán cho đông lên ở cho nó vui ha. Nói chung hiện tại đang rất là đông rồi, mà đông thêm nữa càng tốt. Rồi xin chào chú anh chị, tiếp tục một cái video này thì Nhân lại giới thiệu cho cô chú chị mình một căn nhà ở đường D43, khu dân cư Cát Tường Phú Sinh, xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An. Thì căn nhà ngày hôm nay Dân giới thiệu cho cô chú chị mình với cái diện tích là ngang 4, dài 14.3 và xây dựng là một trệt, 2 lầu và 1 tum. Như chú chị, lòng đường trước nhà mình là thảm nhựa 6 mét lòng đường nè, rất rộng rãi luôn. Vỉa hè là hai bên, mỗi bên 2 mét, thể hiện trong sổ mình là 10 mét lòng đường rõ ràng. Và căn nhà của mình được thiết kế theo cái phong cách là nó bán cổ điển ha, một chút hiện đại và một chút cổ điển. Thì căn nhà của mình sổ hồng riêng, có sẵn hàng công đầy đủ, mua bán là công chứng sang tên liền luôn nha. Đây là cái cửa chính của mình nè, cửa chính để mà làm cho cái căn nhà của mình nó chắc chắn cũng như nó đẹp, nó sang trọng, là bộ cửa cổng sắt 4 cánh nè. Tiếp theo một khoảng sân xe máy 2 mét, và tiếp theo nữa là một cái bộ cửa nhôm sinh pha, kính cường lực. Thì tất cả những cái căn nhà trong đây, nhưng chú chị mình để ý những video trước Nhân có nói đó, đều có 2 mét sân xe máy để hợp thức hóa cũng như là hoàn công căn nhà lên cái sổ của cái lô đất luôn. Thì cái căn nhà này hiện tại là anh chủ đang kêu bán lại với cái giá là 2 tỷ 690 triệu của chú chị. 2 tỷ 690 bao hết tất cả những giấy tờ sổ sách cho chú chị luôn, nói chung tất cả bao hết, mình chỉ mua với cái giá 2 tỷ 690 thôi. Còn ở phần giấy tờ sổ sách Nhân sẽ là người đi làm cho cô chú chị mình ha. Cái khoảng không gian phòng khách thì rất rộng rãi đó chú chị, anh chủ cũng đã decor lại nhìn rất là đẹp, và quan trọng hơn một cái vòm, cái trần thạch cao là theo cái phong cách là cực kỳ là cổ điển luôn, và một cái bộ đèn trùm rất là sang trọng cho căn nhà của mình ha. Bước vào phía trong là một cái khoảng không gian có phòng bếp. Trước khi đi ngang phòng bếp thì mình sẽ có một cái hệ tủ rượu rất là to, nó full từ dưới nền lên tới trên trần luôn chú chị mình, để được rất là nhiều đồ đạc trong đây. Và bếp thì mình sẽ thấy là có bếp trên, có bếp dưới đầy đủ hết, tất cả đều là bằng gỗ sồi Nga. Và cái khoảng không gian ở dưới gầm cầu thang này chú chị, dưới gầm cầu thang thì rất là nhiều căn, nhưng mà có căn này thì chú chị mình thấy là bên chủ nhà cũng làm luôn cho mình một cái hệ tủ rất là lớn, để cho những cái đồ đạc mà không cần thiết đó mình sẽ để vào đây. Rồi phía sau cùng sẽ là một cái khoảng không gian của giếng trời. Và đặc biệt hơn, nếu mà chú chị mình để ý thì ở dưới phòng khách này, dưới tầng 1 thì anh chủ hầu như đã ốp gạch lên nó khoảng 1,5 mét của chú chị, tất cả full hết luôn, nó nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng của nhà mình ha. Phía sau có một cái giếng trời rất là lớn nè. Còn ở đây sau cùng sẽ là một cái nhà vệ sinh có đầy đủ, là có lavabo, có gương kính nè, có vòi sen nè, có bồn cầu, nói chung không thiếu một cái gì hết những gì. Tiếp tục Nhân sẽ mời cô chú chị mình lên lầu 1 tham quan cùng Nhân nhé. Cầu thang thì vẫn là hai màu đá hoa cương nè, hai màu đen trắng. Lên lầu 1 mình sẽ có 2 phòng ngủ nha chú chị, có 2 phòng ngủ, một cái phòng ngủ sau thì nói chung nó cũng vừa phải thôi, không quá rộng mà không quá hẹp. Nhưng mà đặc biệt quan trọng hơn là mình có một cái nhà vệ sinh ở trong cái phòng luôn, để cho cô chú chị mình tiện sinh hoạt và cho nó riêng biệt cái phòng của mình ha. Cửa sổ thì lấy sáng lấy gió cho mình rồi. Hết cửa phòng là tất cả là mình gỗ sồi hết như chú chị. Cửa phòng gỗ sồi rất là chắc chắn và kiên cố cho căn nhà mình luôn. Đây là phòng trước ha. Rèm màn là anh chủ làm sẵn hết như vậy. Về là mình chỉ cần bỏ một số nội thất vào thôi. Đó, mình sẽ có toilet ở trong phòng này, có một cái khoảng phòng ngủ rất là lớn này, phía trước có một ban công nữa. Ban công này cũng khá to nha. Ban công này cô chú chị mình Nhân nói cho chú chị dễ hình dung thôi, mình đặt được 2 cái bàn lớn luôn. Đó, 2 cái bàn lớn trong cái khoảng không gian của cái ban công này. Thì buổi chiều mình ngồi đây mình hóng gió này kia tuyệt vời luôn. Và căn nhà của mình hướng đông như chú chị. Hướng đông thì nắng sáng giống như này. Đó, nắng sáng nhẹ nhẹ thôi, buổi chiều rất mát mẻ luôn. Rồi bây giờ tiếp tục nhưng mà lên lầu 2 nha. Giữa nhà mình nó có một cái giếng trời nha chú chị, có một giếng trời lấy sáng cũng như là nó hút cái gió, cái mùi trong cái nhà mình, cái mùi ẩm đó, nó hút ra ngoài hết luôn. Dạ rồi, lên lầu 2 ha. Lầu 2 một cái khoảng không gian của phòng ngủ phía sau rất là rộng rãi, cũng có phòng ngủ trong, nhưng xin lỗi, có cửa sổ đồ này kia đầy đủ hết, có rèm màn. Và cái vị trí này quý chị, vị trí này như quý chị thấy thì cái phòng dưới là sẽ là cái nhà vệ sinh, thì còn riêng cái phòng này thì nó không có nhà vệ sinh nè, cho nên là cái phòng này nó rất là rộng. Thì cái phòng này cô chú chị mình phải làm bàn làm việc nè, làm bàn học cho con cái nè, nói chung là mình làm theo ý thích mình thôi. Và cái phòng ngủ trước và phòng ngủ sau thì mình sẽ sử dụng một cái nhà vệ sinh ở chính giữa này. Đó, toilet này cũng đầy đủ đúng chị, đầy đủ hết rồi, có bồn lavabo, có bồn cầu, có vòi sen, nói chung không thiếu gì hết nha. Rồi đây là phòng ngủ trước. Tiếp tục phòng ngủ trước này cũng có rèm màn đầy đủ nè, cũng như là có ban công hết cho cô chú chị luôn. Cái khoảng không gian nói chung là cũng rất vừa phải nha. Và tiếp tục nhân lên lầu, lên lầu cuối cùng. Đó, đây là như chú chị thấy cái khoảng không gian giếng trời này. Đó, nó sẽ sáng cho cái cầu thang của mình. Ở đây là cái vị trí của cái sân thượng sau, rất là rộng như chú chị, và anh chủ cũng đã lợp mái cũng như là rào lại, rào sắt lại kiên cố hết cho mình rồi, cho nên cái khoảng này mình sẽ rất là an tâm về cái sự an ninh an toàn ha. Ở đây thì sân thượng sau này của chú chị mình có thể đặt được 2 cái bàn tròn để những cái tiệc gì nhỏ nhỏ đãi gia đình thì cũng thể lên đây mình ăn uống này kia cho nó riêng biệt, không có đụng chạm gì tới ai hết nha. Ở đây thì anh chủ nhà cũng đã chừa sẵn cái đường cục nóng máy lạnh nè, cũng như là cấp thoát nước của máy giặt này kia. Đó, cô chú chị mình có thể giặt phơi trên cái khu vực này luôn nha. Được rồi, còn đây là các khoảng không gian của phòng thờ, cũng rất là rộng rãi để cho cô chú chị mình đặt được một cái khoảng không gian thờ cúng đồ này kia cho nó riêng biệt, cho nó ấm cúng cái phần thờ cúng nha. Phía trước là tiếp tục một ban công nữa. Đây phía trước cái ban công này của chú chị mình vẫn có thể tiếp tục mình để thêm 2 cái bàn tròn nữa để cho tức là nhân nối để cho chú hình dung được cái độ rộng đó thôi, chứ còn mình sử dụng thì cái phần đó là cái quyền của mình rồi. Rồi nãy giờ của chú chị mình đã cùng nhân tham quan xong hết cái căn nhà 4x14.3, một trệt 2 lầu 1 tum, và cái hướng là hướng đông ha. Cái giá là 2 tỷ 690 triệu, vẫn còn bất lộc cho cô chú chị mình. Về cái phần giá cả thì cô chú chị mình chỉ cần mình xuống đây mình xem cái căn nhà mình ưng ý rồi thì Nhân sẽ cho cô chú chị mình gặp chính chủ để hai bên cùng ngồi bàn bạc với nhau về cái phần giá cả ha. Thì xong hết, ok hết thì đặt cọc này kia, mua bán này kia, Nhân sẽ là người làm giấy tờ cho cô chú chị mình. Rồi cảm ơn cô chú chị rất nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi video cũng như là xem căn nhà này. Cô chú chị nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video sau nhé. Còn ơn căn nhà này cứ trực tiếp liên hệ cho Nhân.